Vi khuẩn có thể được tìm thấy sống ở hầu hết mọi nơi trên trái đất, kể cả bên trong cơ thể con người. Các cộng đồng vi sinh vật sống trên và trong các bộ phận cơ thể khác nhau, bao gồm ruột, da và âm đạo, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Các nhà nghiên cứu hiện đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sự gián đoạn trong hệ vi sinh vật âm đạo có liên quan đến việc sảy thai. Báo cáo trên BMC Medicine, các nhà khoa học cho rằng những gián đoạn đó có thể dẫn đến viêm nhiễm, tác động tiêu cực đến thai kỳ có thể gây sảy thai. Tác giả nghiên cứu đầu tiên, tiến sĩ Karen Grillo thuộc Đại học Hoàng gia London, cho biết nghiên cứu này đã cung cấp một góc nhìn mới mẻ về nguyên nhân gây sảy thai. Mặc dù chúng tôi chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng rối loạn vi khuẩn trong hệ vi sinh vật âm đạo có thể gây sảy thai, nhưng có một số cách cho rằng viêm nhiễm có thể dẫn đến sảy thai. Chẳng hạn như một số vi khuẩn âm đạo gây ra viêm ngược dòng gây ra sự cố trong Grillo lưu ý, sảy thai không phải là bất thường và ảnh hưởng đến một tháng năm trường hợp mang thai. Chúng có thể có tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của các bậc cha mẹ tương lai. Mặc dù các bất thường về nhiễm sắc thể được cho là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa số ca sảy thai, nhưng vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về lý do tại sao chúng xảy ra. Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu các nguyên nhân khác gây sảy thai, từ đó có thể giúp ngăn ngừa chúng. Hệ vi sinh vật âm đạo là một trong những nguyên nhân có thể xảy ra, và nếu các nhà nghiên cứu có thể xác định các chủng vi sinh vật, những thay đổi nào xảy ra có vấn đề hoặc các đặc điểm khác của hệ vi sinh vật âm đạo liên quan đến sảy thai, bác sĩ lâm sàng có thể thực hiện những thay đổi có lợi cho bệnh nhân. Người ta cho rằng có nhiều chủng vi khuẩn Lactobacilli tạo axit trong hệ vi sinh vật âm đạo khỏe mạnh. Những vi khuẩn này có thể làm giảm sự phát triển của các chủng vi khuẩn có khả năng gây hại. Nhưng nếu hệ vi sinh vật bị mất cân bằng hoặc rối loạn sinh học, vi khuẩn gây bệnh có nhiều khả năng sinh sôi. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đánh giá các mẫu vi khuẩn âm đạo và các dấu hiệu sinh học của chứng viêm từ 167 phụ nữ mang thai, được lấy từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 2 năm 2019. Các tình nguyện viên được đăng ký vào nghiên cứu sau khi bị đau hoặc chảy máu trong 3 tháng đầu hoặc nếu sảy thai xảy ra. Cuối cùng, 74 trong số các cá nhân đã sinh đủ tháng, trong khi 93 cá nhân bị sảy thai. Có 54 trường hợp sảy thai không có bất thường nhiễm sắc thể trong nhóm này. Do những ảnh hưởng tiềm ẩn đối với nghiên cứu, bất kỳ ai dùng probiotic, kháng sinh hoặc chất bổ sung progesterone đều bị loại khỏi nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số những ca sảy thai có nhiễm sắc thể bình thường, mức độ vi khuẩn Lactobacilli tốt trong hệ vi sinh vật âm đạo thấp hơn so với những phụ nữ bị sảy thai bất thường về nhiễm sắc thể. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra mức độ viêm cao ở những bệnh nhân bị sảy thai có nhiễm sắc thể bình thường. Nhiều người trong số những bệnh nhân này không mang vi khuẩn Lactobacilli mà thay vào đó là vi khuẩn như Prevotella và Streptococcus. Một số phụ nữ có lượng Lactobacilli thấp sinh con đủ tháng không có dấu hiệu viêm nhiễm, hệ thống miễn dịch của họ không phản ứng với những mức thấp đó. Trong khi nghiên cứu bổ sung sẽ là cần thiết, nghiên cứu này đã cung cấp một con đường tiềm năng để điều trị cho một số trường hợp sảy thai không phải do bất thường nhiễm sắc thể. Các nhà điều tra đang thiết kế một xét nghiệm chẩn đoán có thể nhanh chóng đánh giá trạng thái của hệ vi sinh vật âm đạo và có khả năng xác định những cá nhân có thể được hưởng lợi từ các biện pháp can thiệp. Tuy nhiên, một biện pháp can thiệp hiệu quả vẫn chưa có sẵn và điều đó cũng sẽ phải được phát triển và thử nghiệm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!